Tí nữa em cho cái led vẩy thanh của em hiển thị số 1, 2, 3, 4 hiển thị đồng thời của cả 4 led lên bên. Vâng. Xin lấy cái mã led. Hãy đi hướng tiệm nút bấm. Cho loạn hết đi. Như thế cái mấy cái led này ý nghĩa như nào, gắn với nút bấm ý nghĩa như nào? Em cũng chưa hiểu nó như nào. Bây giờ em cho chạy cái này là số 1 cho hạng vàng. Bật cái mã lên em. Mã trong máy. Thank you.
Tôi tưởng lớp số 1, 2, 3, 4 mà mỗi hiển thị đồng thời mỗi lớp một số chứ. Chạy này, anh hiển thị này. Ừ, số 1234 chứ. Thank you.